Đây là đây là Jupiter đời 2006. Cái dòng này hiện tại là rất là hiếm bởi vì khách hàng đặt chỗ cường phát này rất là nhiều. Thì bởi vì tại sao xe này hiếm? Bởi vì sao? Vì tất cả mọi thứ đều là do chất lượng của nó mà ra. Bởi vì rất là nhiều khách hàng người ta đi, người ta cảm thấy cái dòng này ok, chất lượng xe máy rất là tốt thì người ta mới bỏ tiền, những khách hàng bỏ tiền ra để sử dụng những chiếc này. Thì hôm nay xe máy Cường Phát cũng rất là nhiều xe. Đây là những dòng Sirius. Đây là những dòng Sirius đời 2, ở đây mình có là 2008, 09, 11, 12, 15, 18, 19 đầy đủ hết. Thì đây, mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh chị một vòng trước. Một vòng trước rất là nhiều dòng Sirius nha anh chị. Đó. Rất là nhiều. Là bao nhiêu đó? Đấy. Thoải mái anh chị lựa chọn nha. Đủ màu, đủ kiểu. Đủ màu, đủ kiểu, đủ giá. Đấy, và đủ đời. Thì đó anh chị xem thì một lượt cho anh chị xem thì để xem chi tiết từng một chiếc một thì vào đây mình sẽ giới thiệu. Nhưng mà xe anh ở anh hiện tại thấp nhất ở tại cửa hàng anh là bao nhiêu tiền anh? Nếu mà thấp nhất thì chỉ có Trung Quốc thôi, nhưng mà Trung Quốc thì bây giờ mình cũng còn 1-2 chiếc thôi, thì nó tầm cỡ 2 triệu, 2 triệu rưỡi một chiếc xe Trung Quốc à. Thì bởi vì như mà nói thì cũng bao nhiêu chương trình mình nói đó, bởi vì sao thanh lý ở đây thì có những cái đợt xe Trung Quốc nhiều hoặc những cái xe mà đời thấp thì mình bán giá trị nó thấp, còn nếu mình thanh lý ở đây mình dạng như dòng xe mà nó cao, đời cao thì cái giá trị nó sẽ cao. À, thì ở đây Cường Phát cũng nói rằng là sao, bởi vì nói đồng tiền nó sẽ đi đôi với chất lượng. À, và thứ hai mình cũng nói một cái nữa là ở đây Cường Phát, xe máy Cường Phát ở đây là tự cầm đồ và thanh lý ra, cho nên về cái vấn đề giá mình bao. Và một cái vấn đề cụ thể nữa là sao, xe máy Cường Phát ở đây không dọn không sửa, không làm cái gì cả, xe cầm sao để thanh lý vậy. Cho nên xe ở đây mình nói chung là cái chuyện mà trầy xước như thế nào thì mình vẫn để mình bán nhé, trầy xước như nào mình vẫn để mình bán. Còn phải về vấn đề quan trọng nhất về vấn đề máy móc là sao, xe ở đây mình bán, thứ nhất xe có làm rồi mình sẽ nói làm rồi, không làm nói không làm, xe zin nói zin, và làm gì là mình sẽ nói cụ thể với khách hàng như vậy. Bởi vì thứ nhất là sao, khi quá trình mà những người khách hàng ở xa, ví dụ như ở những người có thể ở người miền Bắc, có những người miền Trung, có những người miền Tây, người ta không có thời gian, người ta không có thời gian để người ta đi để mà họ tới tận nơi cửa hàng để mà xem tình hình cụ thể cái xe đó như thế nào, thì mình ở đây mình sẽ nói cụ thể và phân tích đầy đủ những cái xe đó cụ thể như thế nào, máy sao, dàn áo như thế nào, máy móc sao là cụ thể, rồi mình sẽ gửi về cho khách hàng đó. Bởi vì thứ nhất sao, mình làm về cái vấn đề kênh YouTube này cho nên mình phải nói cụ thể, cái uy tín với mình, cái uy tín về cửa hàng và chất lượng xe mới đều quan trọng nhất đó. Cho nên mình cứ hai năm một tháng mình không phải bán 1-2 chiếc xe, mình bán rất là nhiều, có thể một vài trăm chiếc xe đó. Cho nên là sao, mình nói với khách hàng ở đây là bằng cái sự uy tín đó, bằng cái sự uy tín chứ không phải là hỏi là vì cố tình để bán cho anh chị một cái xe để như vậy. Thì hôm nay Cường Phát sẽ quay cái chương trình thứ 13 này thì để giới thiệu tới anh chị tiếp tục những dòng xe, là những dòng xe phổ thông nhất hiện nay, đó là dòng Sirius và Way. Thì hôm nay thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh chị, đó là đầu tiên đó là chiếc Sirius RC, phiên bản RC. Xe nói chung dàn áo còn được nha, ốc táng nó cũng nói chung là nó cũng cũ bởi vì nó đời lâu rồi mà, đời 2012-2013 thì ốc táng nó không quan trọng. Nhưng cái xe này thì máy móc em bao rin nha, máy móc bao rin, dàn lông còn thẳng, rất là thẳng nha. Đấy, rồi, xe này phiên bản RC nha anh chị ơi. Đấy, phiên bản RC, xe đây biển số em, quay biển số luôn, biển số 61. Rồi, em đang bán với giá là 9.500.000, Sirius RC nha anh chị. Đấy, màu vàng, xe em bao cục máy nha, máy móc em bao rin hết, khỏi phải lo. Đấy, xe này ngày hôm qua mình mới thanh lý mang về đây. Hôm qua là khoảng cỡ 12 chiếc thanh lý. Đấy. Rồi tiếp tục, đây là cũng một cái Sirius nữa. Đây là một cái Sirius biển số 62 này. Biển số 62 Long An. Biển số 62 Long An. À, xe này thì nói chung là nó là như vậy đấy. Dàn áo thì còn được, lốc lít còn được ok nhá. Máy móc em bao rin, khỏi phải bàn. Đấy. Xe này mình đang bán với giá là 9 triệu rưỡi luôn nha anh chị ơi. 9 triệu rưỡi. Xe biển số Long An. 62 Long An. Rồi chút xíu nữa em sẽ quay lại một lượt về cái biển số, bởi vì đây hơi chật chút xíu. Rồi tiếp tục, đây là một cái Sirius cũng là RC luôn, phiên bản RC nha, bánh mâm. Rồi phiên bản RC bánh mâm, xe nói chung là dàn áo có trầy nhẹ. Đấy, máy móc ok, êm, bao rin. Đó. Đấy.
Xe này em đang bán với giá là 9.800.000. 9.800.000 nha anh chị ơi. Đó, anh chị tham khảo giùm em. Xe này biển số 86 này, 86 Bình Thuận, 86 Bình Thuận nha. Đấy. Rồi, đây là một cái Sirius. Đây là một cái Sirius đời rất là cao. Xe này 26, 27 rồi đó. Không nhớ rõ đâu. Xe này nói chung là xe cực đẹp nha. Từ dàn lốc, dàn chân, dàn áo còn phải nói là rất là đẹp nha. Rất là đẹp, máy rin khỏi cái bàn. Bao cục máy. Đấy. Đó, máy rất là đẹp. Xe dàn nói chung dàn chân, dàn áo của nó rất là thẳng nha. Rất là thẳng. Đấy. Xe này biển số 83 này, Sóc Trăng. Biển số 83 Sóc Trăng. Đây, xe này mình đang bán với giá là 10.800.000. 10.800.000 nha, xe 2016. Nha. Xe ở đây chủ yếu là xe có giấy tờ đầy đủ nha. Mọi thứ là giấy tờ đầy đủ hết. Anh chị và các bạn mua thì mình chỉ để cho mình đi thôi, hoặc là muốn sang tên thì tùy theo con cũng có thể sang tên được, nhưng mà xe nhỏ tiền mình khuyên mọi người không nên sang tên, mất phí cho mọi người. Rồi. Và tiếp tục nữa thì mình cũng xin chia sẻ với anh chị chút xíu. Ở đây chương trình xe máy Cường Phát vẫn bán trả góp nha anh chị. Bán trả góp thông qua ngân hàng. Nếu anh chị ở có hộ khẩu chứng minh đầy đủ và không bị có bị nợ xấu về ngân hàng thì có thể là Cường Phát sẽ hỗ trợ cho anh chị đầy đủ về pháp lý, và thứ hai vay bên ngân hàng trả cho cửa hàng xe máy Cường Phát. Thì thủ tục về ngân hàng thì nếu anh chị muốn mua trả góp thì anh chị cứ điện thoại trực tiếp cho Vinh. Và thứ hai, yêu cầu đầu tiên của Vinh là sao? Thứ nhất, hộ khẩu chứng minh đầy đủ và không bị nợ xấu ngân hàng nha anh chị. Đó là mình nói trước, có mất công những cái trường hợp mà bị nợ xấu ngân hàng thì điện cho Vinh không giải quyết được nha. Rồi tiếp tục, đây là một cái Sirius. Đây là Sirius 2017. Sirius 2017 phiên bản RC biển số 36 Thanh Hóa. Xe này mất một cái cốp sen ở dưới đây nha. Xe mới thanh lý cho nên mình chưa có bỏ vào được. Mình chưa có thay cái cốp sen vào thôi nha. Rồi, xe này dàn áo còn rất là thẳng. Lốc có hơi bị chảy nhẹ. Xe này 2017 mình đang bán với giá là 11 triệu. 11 triệu nha anh chị ơi. Sirius 2017. Rồi. Tiếp tục, đây là cái Sirius biển số 79. Xe này 2016. Xe này 2016 mình đang bán với giá là 11 triệu luôn nha anh chị. 11 triệu luôn nhá. Đây, biển số 79 Khánh Hòa. Biển số Khánh Hòa. Rồi tiếp tục. Đây là một cái Sirius phiên bản RC dòng cao, đó là 2019. Xe thì này thì nói về cái chất lượng xe thì khỏi phải bàn rồi. Xe này mới chạy có 21.000 cây. Xe này 2019, cuối 2019, biển số Phú Yên 78. Biển số 78 nha anh chị. Nhớ giùm em. Thì chút xíu nữa em quay chương trình lại thì em quay lại cái biển số cho anh chị xem nha. Xe này 2019. Phiên bản, nói chung là phiên bản RC, mình đang bán với giá là 14.200. 14.200 nha. Rồi. Đây là một cái Sirius. Sirius đời cũng cao. Nhưng mà ở đây nói trước anh chị là có một cái lỗi nhẹ là bị cái lốc máy nó bị tàn chút xíu thôi, chứ còn dàn áo rất là đẹp. Thứ hai là máy móc riêng. Mình đang bán với giá là 9.200.000. Xe này 2015 nha anh chị. Rồi, ok. Rồi tiếp tục. Đây là một cái Sirius đời 2010 này. Sirius đời 2010. Nói chung là xe này thì máy còn ngon. Máy cực ngon nha. Nói chung là xe này nó chỉ có dán đề can lại thôi. Nó dán đề can thôi nha. Còn máy móc ok hết. Máy móc ok hết nha. Xe này lai cặp phuộc. Vô cặp phuộc dữ luôn nè. Đây, anh chị coi cặp phuộc nè. Cặp phuộc dữ luôn nha. Rồi, xe này mình đang bán với giá là 8.500.000. 8.500.000 nha chị. Biển số Đắk Lắk nha. Biển số Đắk Lắk, nhớ giùm em. Biển số 47. Rồi tiếp tục, đây là một cái Sirius 2019, biển số 70. Biển số 70 phiên bản này là phiên bản FE nha anh chị. Phiên bản FE nha, 2019. Xe này mình đang bán với giá là 12.800.000. 12.800.000. Xe RC FE 2019 mình đang bán với giá 12.800.000. Xe nó còn rất là đẹp nha, cực đẹp luôn. Đấy. Nhìn cái lốc nó, quả lốc nó là biết ha. Rồi tiếp tục, đây là một cái Sirius này. Sirius này đời 2009 này. 2009 là 10 mình không nhớ lắm, không nhớ rõ bởi vì hôm qua mới thanh lý. Đây, biển số Cà Mau. Xe nói chung là còn rất là đẹp. Rất là đẹp, có trầy nhẹ nha anh chị. Nói trước là có trầy nhẹ chứ không có không trầy nha. Đây, xe này mình đang bán với giá là 8.500.000. 8.500.000 nha anh chị. Rồi, biển số 69 Cà Mau. Biển số 69 Cà Mau.
Con này, con này thì đi bánh kỹ nha mọi người. Rồi, rồi tiếp tục, đây là một cái đây là một cái Jupiter này. Jupiter Jupiter V đời 2006 này. Nói chung xe này là nguyên bản, không lai bất kỳ một cái gì nha. Biển số 37 Nghệ An. Xe này nói trước với anh chị là xe này là nguyên bản nha, máy móc nguyên zin. Xe có là trầy theo năm tháng này nè. Đây. Nói trước với anh chị này, có trầy xước này. Đó, còn bô của nó cặp cuộc riêng hết, không có lai bất kỳ một cái gì nha anh chị. Con này thật ra là nó vẫn còn nó dán keo mà keo chết luôn. Nói chung là nhiều xe này thì máy khỏi bàn rồi, cực chuẩn, cực chuẩn. Rồi anh chị muốn tham khảo, bởi vì nói thật anh chị rất là nhiều người mua cái xe này đây, mấy rất là nhiều người đặt hàng cái xe này đây. Thì hôm nay xe máy Cường Phát có chiếc này thì anh chị tham khảo coi, lấy được chiếc này em sẽ để nha. Xe này em đang bán với giá là 8.200.000. 8.200.000 chụp cái Jupiter 2006. Đấy, xe thì khỏi với bàn, máy móc cực êm, máy móc cực êm nha. Không lai bất kỳ một cái gì nha. Đó. Thì xe nguyên bản không dọn thì nói chung là nhìn nó không có mướt mát, không có là bắt mắt đâu. Nhưng mà mình mua xe cũ, quan trọng nhất là cái cục máy. Đó, còn trầy xước như thế nào thì nó là bởi vì sao mình mua xe cũ, xe đi bao nhiêu năm thì nó phải có như vậy thôi, chứ không thể thoát được. Còn những cái mà mình đi xe, mình mua xe cũ mà hỏi bây giờ mà hơi không có trầy một miếng thì chỉ có dọn lại, sơn lại, tốt lại thì như vậy thôi nha. Đó, mình đang bán với giá là 8.200.000 nha. Rồi, anh chị tham khảo giùm em. Rồi, để em quay lại cái biển số nha. 8.200.000 biển số 37. Rồi. Rồi, biển xe cái Sirius này nói biển số Cà Mau, em nói là 8.500.000 này. Nha. Sirius FE 2019 12.800.000. Biển số 70L1 82422. Rồi, xe Sirius 2010 biển số 47 8.500.000. Sirius biển số 78 2014 là 15 gì đây? À 24 thì sao á, là 9.200.000. Rồi, biển số 2018 xe này 2019 biển số 7 2019 này 14.200.000. Rồi, cái Sirius 2016 này 11.000.000 này. Rồi tiếp tục đây, cái Sirius 2017 này cũng là 11.000.000 luôn nha anh chị ơi. Tham khảo giùm em nhá. Rồi đây Sirius biển số 83 này 10.800.000 này. Rồi cái Sirius biển số 86 này 9.800.000 nha. Đây tất cả những xe em đều ghi giá hết nha anh chị. Tất cả những xe em bán em đều ghi giá đây nha, không có thêm không bớt. Rồi đây là cái Sirius biển số 62 mình đang bán với giá là 9.500.000 này. Sirius biển số 61 mình bán với 9.500.000 luôn nha anh chị.